Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn mấy em nhỏ nha, mấy em ăn có ngon không? Thiệt không? Món này là món gì vậy mấy em? Nấm món gì không? Món này là mực. Mực hấp. Em ăn nấm rơm thấy nó ngon là ngon là sao? Ngon thôi hả? Nó có giống mùi vị của con vật gì mình ăn không? Giống con mực hả em? Hay quá ta. Nếu vậy mình ăn nấm này nướng lên là giống mực rồi, đâu cần ăn con mực chi ha. Dạ mà. Lên chụp hình.